Chào các bác, em lại có một cái chiếc nồi chiên không dầu gần như mới tinh chưa dùng phục vụ các bác. Một con nồi của Nhật nội địa, sử dụng điện 100V, hàng Nhật tiêu chuẩn, chất lượng tốt từ linh kiện, quạt, may so, chất lượng mạ, chống dính. Nói chung hàng Nhật nội địa, chất lượng của nó thì rất là tốt, không so sánh với những hàng Trung Quốc, vì Trung Quốc không có cửa để so sánh. Các bác có nhu cầu mua hàng thì các bác liên hệ cho em theo hai số điện thoại này, có Zalo. Các bạn ủng hộ bên em bằng cách ấn đăng ký kênh giúp em nhé, hoặc ấn like giúp em. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Con này thì em bán là 1,5 triệu, mã số 6. Tình trạng nồi bên ngoài hình thức thì còn rất là mới, có những cái vết xước sát nhẹ do vận chuyển thôi, chứ còn nó không có cái khiếm khuyết gì cả. Đấy. Toàn bộ phím cảm ứng rất dễ dùng các bác nhé. Menu này, này có thích nấu món gì, nướng đùi gà thứ này, hay là nên cái gì đây, cá các thứ lằng nhằng, thì các bác chọn thời gian 16 phút hay bao nhiêu này. Chọn bên này là mình chọn nhiệt độ là 200 bao nhiêu độ. Đấy, rất là dễ dùng thôi. Chung là dễ. Đó mình bấm đấy là nó chạy. Kiểu ok, chạy 18 phút. Đây là kiểu như nướng khoai tây chiên. Cái riêng cái nồi chiên không dầu của Nhật này thì các bác hoàn toàn có thể dùng nướng bất kể một cái gì, từ rán đậu, rán cá, nướng thịt, hay nướng khoai, hay là làm bánh bông lan, hay là bất kể một cái gì đều làm được hết. Đấy là một cái ưu điểm mà nó không bị khói bụi, không bị mùi. Đặc biệt là các bác không bị bắn các cái đồ dầu mỡ ra bên ngoài, rất sạch, và không phải dùng đến dầu mỡ các bác nhé. Tự mỡ của nó, tự nó làm nóng và không phải đảo. Không phải đảo. Tình trạng con nồi này như mới luôn. Em vừa bật cái em bắt đầu đã nóng ngay rồi các bác nhé. Con này thì nó có một cái xoong nhỏ. Xoong nhỏ này để ví dụ là các bác muốn hâm lại các cái thức ăn hơi ướt, đồ nước. Đấy, mình cho ở đây, hoặc là mình lười, mình không muốn rửa cái này, thì các bác đổ thức ăn vào đây, các bác nấu đây. Đấy, nhiều bác bảo nó nhỏ nhưng thực ra không nhỏ đâu các bác. Nó dùng cho bữa ăn gia đình thì rất là phù hợp. Đấy, gần một gang tay này thì các bác có thể 3-4-5 lạng thịt ở đây thoải mái nhé. Một vài củ khoai hay là cá, những bữa ăn gia đình nhỏ của người Việt mình rất là phù hợp. Đấy, người Nhật họ cân đối hết rồi. Còn các bác bảo nướng một con gà thì nó không đáp ứng nướng con gà đâu các bác nhé. Đấy. Tình trạng mới tinh như chưa dùng luôn, chắc là chưa dùng lần nào. Đấy, mới cứng luôn nhé. Đấy, mới cứng cựa, có như nào trong quay nguyên si như vậy luôn, mới cứng. May so trong này mới cứng các bác, chưa bắn tí dầu mỡ nào luôn. Nói chung là một con nồi chiên các bác bỏ ra số tiền khá là vừa phải mà mình sở hữu được một con nồi Nhật gần như là mới cứng. Tiền thì tiền cũ nhưng mà lại được nồi như mới luôn. Đấy, 1,5 triệu thôi các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì ủng hộ qua cho em khai số điện thoại này. Mã số 6, giá 1,5 triệu. Ok các bác.